trải qua các giai đoạn về tuyển sinh thì Quang thấy là hiện tại thì các bạn học viên đã có những cái sự thay đổi rất là nhiều. Từ cái thứ nhất là về cái mục tiêu của các bạn học viên. Trước khi các bạn vào trường thì đều đã xác định một cái mục tiêu rất là rõ ràng cho bản thân mình. Thứ hai nữa là về cái kỷ luật của bản thân của các bạn. Và khi mà các bạn xác định cho mình một cái mục tiêu ban đầu của bản thân mình thì bạn đã luôn kiên trì để giữ cái kỷ luật của bản thân mình để đạt được cái mục tiêu đó. Cái thứ ba nữa là Quang nhận thấy tức là các bạn thì có cái sự đam mê rất là lớn đối với nghề kinh doanh. Vì đó là ba cái yếu tố mà thực sự là đến bây giờ thì Quang thấy là hầu hết khi mà các bạn đạt được ba yếu tố, kể cả các bạn từ khóa 1 đến bây giờ, nếu mà các bạn có một cái mục tiêu rõ ràng, có một cái kỷ luật bản thân tốt và có một cái đam mê với một cái nghề nào đó thì các bạn đều thành công cả. Thực ra thì đây là một buổi về chia sẻ thì đúng hơn. Vì đâu đó là mục tiêu của cái một buổi phỏng vấn này thì mong muốn lớn nhất của Quang muốn truyền tải tới là cái sự kết hợp giữa ba đối tượng. Một là từ phía nhà trường, hai là từ phía phụ huynh và thứ ba là từ phía các bạn học viên. Vì bản chất là phụ huynh thì cũng mong muốn các con thành công hạnh phúc, gia đình cũng mong muốn các con thành công hạnh phúc, và các bạn đấy thì đó là mục tiêu lý tưởng của các bạn đó, là thành công hạnh phúc. Thì ba cái đối tượng này nó phải hiểu nhau, phải là một, vì mục tiêu giống nhau mà. Các thầy cũng mong muốn các bạn thành công hạnh phúc, bố mẹ cũng mong muốn các bạn thành công hạnh phúc, và các bạn cũng là mong muốn điều đó. Thì thông qua cái buổi phỏng vấn này thì giải quyết được vấn đề là ba đối tượng này là phải hiểu nhau. Buổi phỏng vấn hôm nay rất là vui. Các bạn sinh viên rất là hiểu về trường và cũng có được cái mục tiêu vào trường rất là tốt. Chất lượng phỏng vấn của buổi hôm nay rất là tốt. Một là các bạn có được cái tư duy rất là rõ, có được mục tiêu vào trường cũng rất là tốt. Và quan trọng là các bạn rất là thông minh và rất là năng lượng. Các bạn cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về trường doanh nhân rồi và mục tiêu vào trường cũng rất là rõ. Muốn trở thành doanh nhân nên là phải vào trường doanh nhân. Các bạn học sinh tham dự kỳ thi ngày hôm nay thì thầy đánh giá rất là cao các bạn. Các bạn có sự chuẩn bị rất là tốt và tìm hiểu rất là kỹ về thông tin về chương trình huấn luyện của nhà trường, cũng như là có những cái thể hiện được những cái khát vọng rất là lớn về phát triển bản thân cũng như phát triển sự nghiệp tương lai trong cái lĩnh vực quản trị kinh doanh mà nhà trường đang huấn luyện. Hôm nay là một buổi phỏng vấn rất là tuyệt vời đối với thầy, bởi vì là cái sự chuẩn bị của các bạn rất là chu đáo, rất là rõ ràng rành mạch về cái mục tiêu tương lai cũng như là thể hiện được cái khát vọng của bản thân, nên là cảm thấy rất là tuyệt vời. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.